hồng trên ngực trái preview tập 45. Bóng lâm cơn nguy kịch khi phẫu thuật, Thái hiến tim cho con gái rồi ra đi thanh thản. Quý vị khán thính giả thân mến, tính mạng của Bóng chính là điều mà khán giả quan tâm nhất trong Hoa hồng trên ngực trái tập 45. Mở đầu preview Hoa hồng trên ngực trái tập 45 là cảnh tượng Thái ngậm ngùi nghe Khuê nhắc lại quá khứ đã qua. Sau tất cả, Khuê không còn căm ghét Thái nữa, bởi cô quan niệm Thái chính là một phần cuộc đời, là người tạo nên số phận của Khuê. Chưa kể là nhờ có Thái, Khuê mới được làm mẹ của Bóng và Mun. Cũng trong preview tập 45, Bóng đã lên bàn mổ, tưởng đâu chỉ là một cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng, ai ngờ đã có một sự cố hư hữu cực kỳ hư hữu xảy ra. Trong lúc phẫu thuật, bọt khí đã lọt vào động mạch vành, gây nên tắc nghẽn, khiến cho việc bảo vệ cơ tim không hiệu quả. Tình hình nghiêm trọng đến độ các bác sĩ phải đặt máy tuần hoàn để duy trì sự sống cho Bóng, nhưng phần cơ tim bị tổn thương thì vĩnh viễn không thể phục hồi. Thời điểm hiện tại các bác sĩ phải cho chạy máy tim và phổi nhân tạo, thế nhưng việc sử dụng máy này cũng chẳng thể kéo dài lâu. Sự cố này khiến cho cả gia đình vô cùng đau đớn. Một cô bé mới 10 tuổi phải bỏ mạng vì sự cố y khoa hư hữu, có lẽ sẽ chẳng phải là cái kết mà ekip làm phim hướng tới. Vậy, mục đích của tình tiết này là gì? Phải chăng sẽ có một ai đó hy sinh tính mạng, hiến tim để Bóng được sống tiếp? Nhìn lại tất cả những người thân của Bóng lúc này thì có lẽ Thái chính là người có khả năng sẽ hy sinh mạng sống để hiến tim cho con. Thái đang bị ung thư giai đoạn cuối, khả năng sống gần như bằng không. Dĩ nhiên chuyện Thái chết cũng chẳng ai mong muốn cả. Nhưng rõ ràng việc Thái khỏi bệnh còn khó hơn cả lên trời, vì vậy anh hiến tim cho con cũng là điều dễ hiểu. Trong tập tiếp theo của Hoa hồng trên ngực trái, Khuê đã có màn đối đáp rất văn minh với chồng cũ, thậm chí ôm Thái. Bộ phim hot về đề tài gia đình Hoa hồng trên ngực trái đang dần đi đến hồi kết. Những nút thắt tình cảm trong phim đã dần được tháo gỡ. Khuê rõ ràng rất tình với chồng cũ, nghiêng hẳn về bên Bảo Tuần Lộc. Trong preview Hoa hồng trên ngực trái tập 45 đã hé lộ tình tiết tiếp theo, trong đó có cảnh Khuê ngồi bên Thái, tâm sự đã chút bỏ hết oán hận, thậm chí ôm chồng cũ. Tuy nhiên cảnh này lại gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Khuê quá vị tha bao dung, mà có lẽ những tình huống tương tự chỉ xảy ra trên phim. Những luồng ý kiến trái chiều, một thành viên trong ekip làm phim đã lên tiếng cho rằng Khuê bỏ qua oán hận ôm Thái vào lòng. À nhầm, vào người, Thái khóc nấc. Có lần Khuê nghe nhạc Trịnh thấy ông nói đại loại dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Khuê đồng cảm, Khuê an ủi Thái. Nếu không có anh, tôi sẽ không có Bóng và Mun. Nếu không có anh, tôi cũng không có độc lực để thay đổi, để biết sống có giá trị hơn. Cho dù cay đắng như thế nào đi nữa, thì anh vẫn là một phần trong cuộc đời của tôi. Anh là người góp phần tạo nên số phận của tôi, và anh là bố của các con tôi. Đấy, Khuê so sánh như thế mà các anh chị cứ ầm ĩ lên làm gì? Tết nhất đến nơi rồi, cứ mở lòng cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Ôm như lần ôm cuối sống Khuê ôm Thái ý, và đừng bỏ phim. Ngoài ra trong preview tập 45, Bóng đã lên bàn mổ, tưởng đâu chỉ là một cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng, ai ngờ đã có một sự cố. Y khoa cực kỳ hư hữu, liệu Khuê và Thái sẽ làm thế nào trước tình huống này? Trọng nhân Hoa hồng trên ngực trái chia sẻ, Khang mong anh trai mình những ngày cuối đời hạnh phúc, có gì sai? Tôi cho rằng những khán giả chê bai chỉ trích nhân vật Khang là do họ không xem kỹ phim, chỉ xem phần preview giới thiệu đã phán bừa. Trọng Nhân nói, bộ phim Hoa hồng trên ngực trái chỉ còn 2 tập nữa sẽ kết thúc. Tuy nhiên, tình tiết nhân vật Thái bị ung thư và yêu cầu vợ cũ là Khuê do Hồng Diễm thủ vai trở về bên mình để gia đình êm ấm nốt những ngày cuối đời gây nhiều tranh cãi cho khán giả. Ở tập 43 của phim, khi Khang hay tin Thái sắp qua đời vì ung thư, anh đã bật khóc nức nở và cũng năn nỉ Khuê quay về với Thái trong những ngày cuối đời. Điều này khiến không ít khán giả phẫn nộ cho rằng nhân vật của Khang bị làm quá, không có thực. Vì với họ, giữa Khang và Thái vốn chẳng có mối quan hệ tốt đẹp, thậm chí Thái không muốn thừa nhận Khang vì anh là con của Tiểu Tam đã cướp đi người bố của Thái,
Vậy nên việc Khang yêu Quý Thái và đau khổ vì anh ta sắp chết là không đúng. Đáp lại ý kiến này, Trọng Nhân thẳng thắn cho hay: nhiều ngày nay tôi không vào fanpage của phim đọc những comment nữa vì không muốn phải bực mình khó chịu với những comment như vậy từ khán giả. Mọi người không hiểu rằng Khang là một nhân vật được sống trong giàu có nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Chính Khang đã nói trong phim rằng anh ta sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để giúp Thái, vì Thái là người anh ruột thịt duy nhất mà Khang có. Bản thân Khang cũng là người tình cảm, nên những biểu cảm của Khang trong phân đoạn biết Thái bị ung thư là điều rất dễ hiểu. Khang năn nỉ Khuê quay lại với anh trai mình trong những ngày cuối đời là vì mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh mình. Để hoàn thành tâm nguyện của một người bệnh sắp ra đi, như vậy có gì là sai chứ? Tại sao khán giả lại chỉ trích? Tôi cho rằng những khán giả chê bai chỉ trích nhân vật Khang là do họ không xem kỹ phim, chỉ xem phần preview đã giới thiệu rồi phán bừa. Nếu xem kỹ và hiểu lý lịch tâm lý nhân vật thì chắc chắn sẽ không ai trách móc Khang cả. Theo chia sẻ của Trọng Nhân, dù là diễn viên theo dõi mạch phim từ đầu đến cuối, nhưng chính anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc trước cảnh ngộ của nhân vật. Khi đặt mình vào vị trí của nhân vật, tôi cảm nhận rõ Khang đau lòng, khó xử, nhưng chỉ mong mỏi điều tốt đẹp cho người anh trai sắp qua đời của mình. Ở ngoài đời, dù gặp chuyện bế tắc đến mấy, tôi cũng không bao giờ khóc, nhưng không hiểu sao cảnh ấy làm tôi rơi nước mắt, không kiểm soát được. Tôi khóc từ đúc quay đầu tiên, nhưng đạo diễn Vũ Trường Khoa bảo cảnh này không nên khóc. Đến đúc quay thứ hai tôi vẫn khóc, đạo diễn yêu cầu diễn lại và bảo tôi phải cố đừng khóc. Đến đúc thứ ba tôi mới kiểm soát được và không khóc. Đối với những ý kiến chê bai nhân vật bóng là quá quắt, con nít, quỷ, ghê gớm, khi dùng mọi cách ngăn cản Khuê và bảo liên lạc, Trọng Nhân cũng tỏ ra bức xúc không kém. Anh lý giải, đứa con nào cũng muốn gia đình có bố mẹ, quê quần hạnh phúc, bố mẹ dù có như thế nào cũng là bố mẹ của mình, nên các con sẽ luôn đứng về phía bố mẹ mình thay vì một người khác, dù người đó có tốt cỡ nào. Hơn nữa, Thái tệ với Khuê, tệ với những người khác, nhưng luôn yêu thương các con, không hề bỏ bê hay hắt hủi bên nên Bống yêu và bảo vệ bố là chuyện hết sức bình thường. Đừng có chửi bới Bống, khán giả xem phim thì có quyền bình luận, nhưng nên suy nghĩ trước rồi hãy comment. Chúng ta thấy ý kiến của Trọng Nhân, người thủ vai Khang trong Hoa Hồng Trên Trái là hoàn toàn chính xác. Việc chỉ trích bé Bống, ném đá, quay lưng với bé Bống, khi bé Bống tìm mọi cách để ngăn cản bảo đến với Khuê là điều mà chúng ta nên suy nghĩ lại. Tất cả những gì bé Bống làm là mong muốn bố mẹ luôn ở bên nhau để Bống và Moon không phải bị chia cách, để cả nhà lại được sum vầy. Đó là tâm lý của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Vậy thì sự ngây thơ trong sáng ấy tại sao lại bị chúng ta chỉ trích, lên án một cách gay gắt như vậy? Trong khi vẫn hành động ấy, thái độ ấy, cách cư xử ấy, khi Bống đối với Trà thì mọi người lại hoan nghênh, còn đối với Bảo thì mọi người lại tỏ ra vô cùng bực tức và quay lưng với bé Bống. Trong những tập gần đây, những nhân vật bị ghét nhất của Hoa Hồng Trên Ngực Trái có lẽ đó chính là Thái và Bống, hai bố con đang tìm mọi cách để chia cách Khuê và Bảo. Thế nhưng từ tập 45 cho đến tập cuối Hoa Hồng Trên Ngực Trái chỉ còn 2 tập nữa là những chi tiết xoay quanh bệnh tình của bé Bống cũng như Thái. Với những diễn biến được giới thiệu trong preview Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 45 thì chúng ta thấy rằng ở tập 45 sẽ có những tình tiết rất bất ngờ khiến cho khán giả phải có thái độ và cách nhìn nhận khác hẳn đối với bé Bống và Thái. Khi cả hai bố con đang phải đương đầu với sự sống và cái chết, sự sống thì mỏng manh còn cái chết đang đứng trước mắt. Và nếu đúng là Bống không thể qua khỏi trừ khi có người hiến tim cho, và việc Thái đã hy sinh bản thân mình hiến tim để cứu Bống là một việc làm hết sức cảm động. Đúng là phim hấp dẫn, kịch tính cho đến tập cuối cùng, chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân vật ở hai tập còn lại. Hãy đón xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 45 và tập 46 được phát sóng lúc 21:40 trên kênh VTV3 vào thứ tư và thứ năm tuần này để biết được cái kết cuối cùng cho các nhân vật trong bộ phim này nhé. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết của hai tập cuối cùng để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tin tức 24 giờ TV cũng như Hoa Hồng Trên Ngực Trái trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, kênh Tin tức 24 giờ TV
sẽ luôn cập nhật những thông tin về những bộ phim mới nhất sẽ lên sóng tiếp nối khung giờ vàng VTV3 sau khi Hoa hồng trên ngực trái kết thúc. Hãy ấn nút like và đăng ký để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.